Vụ bé gái 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu, nhiều ngôi sao giải trí đề nghị loại bỏ kẻ ác. Vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đang làm dư luận vô cùng phẫn nộ. Các ngôi sao giải trí như diễn viên Thúy Diễm, MC Trấn Thành, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Nguyên Vũ, Phương Thanh, Drama Idol đã chia sẻ cảm xúc về sự việc bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu. Tất cả đều cho rằng những kẻ ác có hành động dã man này cần phải loại bỏ khỏi xã hội và chúng ta hãy chung tay bảo vệ trẻ em thế hệ tương lai. Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2022, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận tin báo về việc bé gái 3 tuổi DNA nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi bị bạo hành. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh. Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra. Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi giết người quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Huyên là người tình mẹ cháu bé gái 3 tuổi DNA có 9 dị vật giống đinh trong sọ não, cũng là nghi phạm chính trong vụ án. Xuân Lan, Thúy Diễm, Nguyên Vũ phẫn nộ tột cùng khi bé gái 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu. Theo dõi sự việc đau lòng kể trên, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, đầu đứa trẻ 3 tuổi bị con quỷ dữ đội lốt người đóng chính cây đinh là nhân tình của kẻ được gọi là mẹ nhưng không bảo vệ được con mình. Tôi rùng mình hoảng hốt và khiếp sợ trước những hành vi thú tính không phải của con người này. Đừng bao biện và không thể tha thứ cho bất kỳ lý do gì khi quá tàn ác với những đứa trẻ thơ ngây yếu đuối. Ca sĩ Nguyên Vũ bức xúc, nam ca sĩ này đồng thời kịch liệt lên án và phẫn nộ từng giây từng phút bằng những giọt nước mắt rưng rưng trong lòng. Mong mọi người hãy chia sẻ sự phẫn nộ này của Vũ và cùng Vũ lên tiếng để cho những đứa trẻ khác đừng rơi vào cảnh địa ngục này, ca sĩ Nguyên Vũ nhấn mạnh. Trong khi đó, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ, đó là tội ác chất chồng tội ác. Trong vài tháng mà con đã ngộ độc thuốc trừ sâu, hóc dị vật, giờ thì đinh ghim thẳng vào đầu. Đề nghị tử hình những kẻ ác liên quan đến hành vi này, Xuân Lan bức xúc nêu ý kiến. Cùng quan điểm, Thúy Diễm, diễn viên phim Cát Đỏ cho biết những đứa trẻ ngây thơ yếu ớt không có tội tình gì. Xã hội bây giờ liệu có còn an toàn cho những đứa trẻ không? Kinh khủng quá. Làm ơn hãy bảo vệ tụi nhỏ được không? Hãy mạnh tay xử lý để răn đe những con quỷ đội lốt người này, che chở cho các con đi. Đề nghị tử hình kẻ hành hạ ghim đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. Quỷ dữ kinh khủng quá mức rồi. Chia sẻ ngắn gọn về việc đau lòng này, MC Trấn Thành cho rằng trẻ em cần được bảo vệ. Hành hạ trẻ em là tội ác. Ca sĩ Phương Thanh đánh giá, qua các vụ việc bạo hành trẻ em gần đây, những ông bố bà mẹ phải rất cẩn trọng trong việc cư xử, chọn lựa nhân duyên đủ nợ cho chuyến đò tiếp theo. Gieo duyên đại lấy nhau ẩu sẽ là nghiệp, rất nguy hiểm đến sinh mạng con riêng của mình, giọng ca giả từ dị vãng nói. Ca sĩ Drama Idol được khán giả biết đến từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2008, khẳng định con trẻ sinh ra là những thiên thần. Chúng đến với thế giới này với sự thuần khiết, tình yêu thương vô điều kiện. Chúng cần được chăm sóc, nâng niu, bao bọc và yêu thương của tất cả những người gọi là gia đình. Chúng mang lại sự cứu rỗi cho tâm hồn đầy rẫy toan tính và đau thương trong xã hội phức tạp của những người lớn. Chúng như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương, để mỗi người làm cha làm mẹ tự hoàn thiện bản thân mình. Tất cả những sự chà đạp, hành hạ, bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác lên con trẻ không bao giờ được tha thứ và nhân nhượng, Drama Idol lên tiếng. Đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là hành động thú tính cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống. Nhà báo Ngô Bá Lục phụ trách tạp chí Sân Khấu chia sẻ, thật khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh bé gái 3 tuổi bị chính cái đinh đóng vào đầu. Thật sự không thể nào tưởng tượng ra được, nó không khác gì sự tra tấn thời Trung Cổ mà chúng ta đã đọc trong sách sử. Hai vụ án rung động trước đây, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai bé gái đã chết vì cha dựng của mẹ và người tình của cha, giờ đây là bé gái 3 tuổi này. Cả ba bé gái này đều là nạn nhân của những cuộc ly hôn, đấy là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhất là những cặp vợ chồng trẻ. Đời sống hiện đại, người ta sống thoáng và nghĩ thoáng, nghĩ và sống cho riêng mình nhiều hơn, nên khi có trục trặc, thay vì nghĩ cách hàn gắn, nhiều bạn trẻ đã chọn ly hôn cho xong và ngay lập tức đến với một cuộc tình mới. Nhiều đứa trẻ may mắn được sinh ra trong một gia đình văn minh, hiểu biết nên khi cha mẹ ly hôn, các con vẫn có được hạnh phúc dù có thể không trọn vẹn, nhưng các con vẫn được yêu thương và học hành, vui chơi thoải mái. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế. Ít nhất là ba bé gái trong ba vụ việc gần đây, các con chính là người phải chịu hậu quả mà nguyên nhân xuất phát từ chính những cuộc ly hôn của cha mẹ. Cá nhân tôi không phản đối chuyện ly hôn và tôn trọng quyền của mọi người. Nhưng, rõ ràng những câu chuyện đau lòng gần đây khiến nhiều người phải suy nghĩ và mong muốn các bạn trẻ hãy cân nhắc thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định cưới nhau. Và cuộc sống có trục trặc thì hãy nghĩ cách hàn gắn, trừ khi không thể níu kéo được mới nên ly hôn, nhà báo Ngô Bá Lục đưa ra góc nhìn.
Nhà báo họ Ngô chia sẻ thêm, bé gái 3 tuổi lẽ ra được nâng như nâng trứng thì con lại phải chịu sự đau đớn khủng khiếp kể trên. Cho dù bất kỳ lý do nào, thì hành động ấy là không thể chấp nhận được. Hành động thú tính ấy cần phải được loại bỏ khỏi cuộc sống này vì nó quá dã man, quá khủng khiếp, không phải hành động của một con người. Hoa Quỳnh, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.